khán giả, trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đã lập nên nhiều thành tích đáng khích lệ qua những dấu ấn sau. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân, với chất lượng về trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn được nâng lên qua từng năm. Sắp xếp biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt vào các đơn vị gần 98%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự trên 87%. Đây là lực lượng sẵn sàng trở lại quân đội khi có lệnh điều động. 15 năm qua đã đào tạo ở các diện trường gần 500 cán bộ sĩ quan. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh có đến 34% cấp ủy là cán bộ trẻ. Để đạt được những kết quả trên, trong 15 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Hậu Giang được phát triển. Mời quý khán giả cùng nhìn lại kết quả này qua phóng sự sau. 15 năm trước, về mái nhà chung Hậu Giang, lực lượng vũ trang tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quân số đông, nơi ở, làm việc tạm bợ, thậm chí là phải đóng quân trong dân để tổ chức huấn luyện. Chấp hành nghiêm đối với cái mệnh lệnh của người chỉ huy, thì tất cả cán bộ chiến sĩ đều quyết tâm đơn vị đã hoàn thành được cái nhiệm vụ trong những cái năm đầu cũng như những năm tiếp theo địa bàn của Hậu Giang thì các đồng chí thấy rằng rất là yên ổn. Xuyên suốt 15 năm qua, công tác đảng, công tác chính trị và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang luôn được đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác đào tạo, đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng gần 500 lượt cán bộ ở các viện, trường trong quân đội. Hiện nay, trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy quân sự tỉnh Hậu Giang, có đến 34% cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy. Với cái nhiệt huyết của một thế hệ kế thừa, có đầy đủ trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, với sự đoàn kết, tôi tin rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa cái nhiệm vụ của mình. Từ nền tảng từng bước xây dựng, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là lập chuỗi thành tích trong công tác giao quân, xây dựng các lực lượng đủ yêu cầu. Ngoài lực lượng thường trực, dự bị động viên đã biên chế vào các đơn vị hơn 97,87%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự trên 87%, xây dựng dân quân tự vệ đạt 1,74% dân số. Thông qua các đợt huấn luyện dã ngoại, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận, thông qua các phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, đã tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, để xác định cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Có được làm như thế thì tất cả cán bộ chiến sĩ mới nhận thấy được rằng cái nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng chính quy, rèn luyện chiến lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan và đơn vị, quản lý chặt chẽ quân nhân, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các hoạt động trong huấn luyện và thường xuyên của đơn vị. Ghi nhận những chiến công trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đã được khen tặng nhiều phần thưởng quý giá. Vinh dự nhất là được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, rồi hạng 2. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để lực lượng vũ trang Hậu Giang tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hậu Giang cùng với quá trình phát triển của một tỉnh mới, Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống có thể xảy ra.